Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đến với chương trình podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị. Và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Ông Gioan Tẩy Giả ra đời láng giềng chia vui. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi. Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Zacharia, được đầy thánh thần liền nói tiên tri rằng, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta. Nhưng người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự trốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Thank you.